Các bác, hôm nay ngày 17 tháng 5, cửa hàng Hoa Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cơ xích Nhật bãi. Bác nào xem clip thì vừa xem xin like, xin đăng ký kênh của chuông thông báo. Chúng ta cửa máy đang ở 0976 2370, thì lô này sẽ gồm có những cây này, Cinewa 350 Echo 4004 này, Makita này, Echo này, một con Echo nữa này, con G này, đây là con Taka Taikut này, con Yangma, một con là con Echo 31. Đó, khi bác mua hàng em, cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có rũ và tip nhá. Đầu tiên em xin phép giới thiệu cho bác một cái con xác máy này. Con này là con Makita 333, con này thì bán rẻ anh em thôi. Đấy, em này thì bán là cho bác nào lấy phụ kiện nhá. Đấy, con này là nòng của nó là 33cc, nòng tầm nòng 40 ly, con này nòng 40 ly các anh nhá. Đấy, thì về hình thức con này nhá, thì nó chỉ duy là nó bị hỏng với cái bưởng điện này thôi. Đây, cái cá này này, cái cá này thì nó bị chuét ra này. Đấy, em không có tìm được đồ ở đây, cái cá lắp ở chỗ này này, nó bị chuét ra nhá. Cái này em không tìm được đồ, với cả nhiều việc các em không có thời gian, thì bán cho các bác nào về làm hay các bác nào chế cháo. Đấy, tất cả chụp là riêng vẫn còn nguyên nhá, duy có mỗi cái đấy không có thôi. Về thì tìm con này về thì máy chạy ngon luôn. Em này thì bán anh em một cái xác con này 450 bao ship nhá, 450.000 bao ship, máy móc còn zin hết. Chế chiếc hơi hiếc này, điện điếc nhá, điện thực ra là nó bị mòn cái cá này nên là cứ xoay điện nên là không có đánh được điện thôi. Chứ còn các bác nào tìm được cái cục này hay là về mình là chế cháo kiểu gì thì chế cháo nhá, ngon luôn. Em sẽ gửi kèm theo cho các bác bao các hơi hiếc các kiểu cho bác nhá, IC siếc nhá, ngon luôn. Phải bán anh em 450.000 bao ship nhá. Ok, tiếp theo thì đầu tiên em giới thiệu cho các bác cùng một con máy tay dài, con G320. Cái dòng này siêu mạnh luôn, con này cắt gia đình quá VIP luôn. Làm 35 à, làm 40, xích là xài xích chung. Con này thì bán anh em giá là chỉ là 1.500.000 bao ship. 1.500.000 bao ship, con này cắt gia đình thì bao VIP cho các bác luôn. Đó, trọng lượng em này này là 5,5 kg chứ. Đấy, một con G320. Con này thì về hình thức nó không đẹp lắm cho nên là em sẽ bán giá rẻ các bác nhé. Còn giá ngày thường con này rơi tầm 8,9 triệu đấy. Và cắt thì vẫn còn rất là ngon, bao ngon cho các bác luôn. Cần mặt tiền nó hơi xước sát, hơi cũ thì thôi. Đấy, con này thì cắt gia đình dùng cực kỳ ngon luôn, cực mạnh luôn, ok, test nổ luôn tiếng máy. Con CN1 con này giá 1.500.000 bao ship. Cái này thì gió nó nằm ở trên này nhá. Các bác nào mua về cái dòng này thì đây, kéo này vào là đóng gió các anh nhá. Đấy, giá 1.500.000 bao ship, ok. Tiếp theo con CN2. CN2 con Tanaka tay cụt, một con nhỏ xinh xinh cho bác này. Bác về cắt gia đình, chất củi, leo trèo, tỉa cành các kiểu, rất là nhẹ nhàng. Xích con này là xích mới này, lam con này lam 25, xích mới. Của con Tanaka PMS 330, 33cc, con này nòng là tầm 37 ly, có trợ lực, có bơm xăng phụ cho các bác luôn, máy móc còn rất là đẹp nhá. Con này trọng lượng của nó này 4 cân nhá, máy móc đẹp cho các bác, ok, test nổ luôn. Từ trường máy con siêu 2, con này là giá 1.600.000 bao ship. Cái này thì 1.600.000 bao ship cho bác nhá. Ok, tiếp theo con số 3, con CN3, con CN3 con máy siêu VIP thôi. Con này các bác nào mới xài máy cưa, muốn mua con máy cắt gia đình, máy mạnh thì bác cho con này cho em. Con này thì đến từ thương hiệu Yangma nhá.
răng ma Makita này, máy răng ma Echo đấy. Con này thì đây, lam của nó đây, lam của nó là lam 30, lam của nó rất là đẹp này, xích là xài xích chuột. Cái hệ này thì các bác nào mới xài thì các bác dùng những hệ này chạy cực kỳ, nói chung là rất dễ xài, máy mạnh, nhẹ nhàng, tiết kiệm, dễ đổ. Con này thì rất là dễ dùng nhá. Trọng lượng em này này, đấy, 4 cân 9. Đây, khá là đẹp mắt. Ok, con này chạy cực kỳ ngon luôn. Vành gỗ tầm 7-80 chơi hết luôn. Nổ rất là giòn. Con này giá 1.700.000 bác ship của CN3 nhé. Dòng này cực kỳ vip luôn. Con này nóng 36 ly nhá. Ok, tiếp theo con CN4. CN4 con Echo 331. Đấy. Tất cả những cái dòng dãy dưới này thì mình phân khúc dành cho gia đình nhé. Con này thì có duy anh này thì cắt gia đình cũng được, mà mình đi khai thác cũng được. Cắt cực kỳ mạnh luôn, 331 à, 33cc, nòng tầm 39 ly các bác nhá. Làm xích đây, xích còn rất là đẹp này. Làm gì? Làm con này tầm 30. Đấy, chụp ra trợ lực luôn. Máy móc còn sáng này. Con này dòng này cắt cực kỳ khỏe luôn, cắt keo quế mỡ các kiểu bồ đề nhá, cực kỳ mạnh. Ok luôn, cắt gia đình thì vô đối thiên hạ luôn. Con này là 5 cân, trọng lượng 5 cân. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số 4 này. Con này giá 1.900.000 bao ship. Rất là mạnh. Con này găng ti để hơi cao. Đấy, bác nào chốt thì em sẽ chỉnh găng ti và êm cho các bác. Rồi tiếp theo con số 5. Con này là con châu bò húc. Con này gọi là rẻ khỏe, nó gọi là chiến binh. Đó, con này gọi là con chiến binh các bác nhá. Con này con mã của nó là Echo 451. Con này đến đây 45cc. Đấy, thì hôm qua cũng lên một con Echo này. Bác ở trong Quảng Ngãi rồi, gửi cho bác rồi nha bác nhá. Bác xem clip này thì đừng nhầm con hôm qua con bác con 452, con này con 451 nhá. Tokyo Japan. Đấy. 45cc. Cái thứ hai con này xài lam của nó lam 60, xích là xích đại. Con này thì bao mạnh cho bác luôn, bao các bác xẻ cho bác luôn. Siêu khỏe luôn. Đấy, 45cc. Cực kỳ mạnh. Nói là các bác mua con máy này về thì dùng thì rất là, các bác ơi rất ưa chuộng con này nhá. Nó có tích hợp cả cái bơm xăng, bơm nhớt này. Đấy, bơm nhớt tự động luôn. Rất là vip. Ok, trọng lượng em này nhưng mà bù lại thì trọng lượng em này khá là nặng nhá. Trọng lượng của nó này 7 cân rưỡi. Ok, test đổ luôn tiếng máy con số 5. Con này giá 2 triệu thôi ạ. 2 triệu bao ship. Khỏe thôi, cực kỳ căng luôn. Giá 2 triệu con này về các bác cắt cực kỳ mạnh luôn. Dành cho các bác cắt chuyên nghiệp nhé. 2 triệu bao ship. Khá rẻ. Tiếp theo con số 6. Con số 6 là con đến từ thương hiệu Echo 3.500. Con này máy đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, con này 3.500 này, 35cc, nóng 40 ly. Con này thì có tích hợp túm bơm xăng, túm giảm áp ở bên này nha các bác giật. Khi vận hành mình đóng nút giảm áp này giật rất là nhẹ nhàng. Máy này cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Con này máy đẹp đến 85-90% luôn. Xích con này đã lên xích mới cho các bác này. Đã lên xích mới nhỉ. Lam con này lam 35, xích là xích lam nhông, xích là xích chuột, xích mới. Sơn xiếc này, sơn ở bô vẫn còn nguyên này. Rất là dày nhá. Quá đẹp luôn. Ok. Trọng lượng em này thì nó khá nhẹ nhàng, thích hợp cho bác mang vác hay là di chuyển các kiểu. Con này giá trọng lượng chỉ 5 kg. Ok, test nổ luôn tiếng máy con Echo 3.500 cho bác nhá.
Đây cắt thì cực kỳ mạnh luôn. 2 triệu 6 vào xích. Giá 2 triệu 600 ngàn bao ship. Tiếp theo con số số 7 con đến từ thương hiệu Makita. Đây các bác muốn mua con máy rẻ khỏe thì các bác chọn con này. Con này các bác cắt thì bao mạnh các bác. Con này 36cc nóng 40mm 3635 đời 4 số. Con Makita màu đỏ rất đặc trưng. Con này lam của nó lam 30 xích là xài xích chuột lưỡi 30 nhé. Đường kính lưỡi cắt là 30 này. 335 con này đường kính lưỡi cắt là 35 này. Xích là xích chuột nhé. Xích còn rất là mới này. Các bác con này thì các bác có thể mang đi xẻ khá là ok. Vanh cỡ tầm 100 đổ lại thì nó chấp hết luôn. 120 đổ lại luôn. Ốp của nó này bằng hợp kim này. Cực kỳ chắc chắn cho các bác nhé. Con này thì bao mạnh luôn. Dòng này chạy thì bao chất lượng rồi. Con này trọng lượng của nó 5,5 kg. Đấy các bác mang thì khai thác các kiểu khá là ok. Ok test nổ luôn tiếng máy con CN7. Con này giá 2 triệu 2 ship. Quá mạnh luôn. Nổ đến từng phát một. Con này thì cắt thì quá phê luôn rồi. Giá 2 triệu 2. CN7 CN8. CN8 con đến từ thương hiệu Mark, cũng là con Makita. Con này Makita nòng đứng này. Đây con này cũng là con Makita 3640 này. 3640 luôn, đời cao hơn. Có trợ lực, có bơm xăng phụ. 36cc nòng 40mm. Con này thì cắt cực mạnh luôn. Lam con này lam 50 nhá. Lam Mitsuyama. Xích là xích con này xích chân là chân 91. Con này xích là chân 91 này. Xích chung. Xích là thay mới cho bác nhá. Con này thì máy cực kỳ đẹp luôn. Con này thì xích này thì các bác mua cái sợi xích ngoài thị trường thì nó đến tới 250-300 nghìn rồi. Đấy. Tặng luôn cho bác sợi xích mới, lên xích mới cho bác cắt cho nó phê. Xích này cắt được tầm cắt gia đình chắc phải cắt tầm 2 năm. 3640. Quá đẹp luôn, có trợ lực, có bơm xăng phụ. Con này thì cắt cực kỳ phê luôn. Đi khai thác cũng ok luôn cho bác nhá. Trọng lượng rất là nhẹ, 5 cân, di chuyển rất là ngon luôn. Quá đẹp con Makita này. 36cc nóng 40mm. Ok, test nổ luôn tiếng máy cho các bác này. Con này giá 2 triệu 6 bao ship nha. Có mạnh luôn. Ok, tiếp theo con số 9 là con đến từ thương hiệu Echo. Con này Echo V4004 luôn. Đây, con này thì rất được các bác mong chờ nhé. Các bác hỏi rất là nhiều. Lam con này này, lam con này lam 50, lam Latin luôn các bác này. Lam Latin, xịn xò luôn. Con này thì các bác nào về có thời gian hay là mình vào mình đánh cái lam này đi. Đây này, phần này nó nằm ngoài bãi nên nó hơi bị oxy hóa tí. Đấy, các bác đánh cái phần lam này đi. Để lấy cái muối rửa bát đi. Quánh phát là nó sáng bóng luôn mà. Em này hơi bận nên này em không làm được. Con này lam của nó lam 50. Xích là xài xích 325. Xích còn rất là đẹp. Xích này đến 70% luôn cho bác nhá. 70%. Quá đẹp luôn. Đó. 40 con này 44cc luôn. Dòng khai thác nhá. Cắt cực kỳ mạnh luôn, máy đẹp này. Con này thích hợp cái đốm giảm áp đây cho bác nhá. Thích hợp cái đốm giảm áp đây cho bác giật không sợ là máy lớn nó nặng, nó có kiểu giật rất là nhẹ nhàng. Ok, cân nặng của em cân nặng em nó này là 6 kg 2. Rất là nhẹ nhàng thôi, 44cc. Ok. Em này thì giá là 3 triệu 2 nhá. Bác ship ok, chất tổ những máy con số CN9 này. Hết nổ luôn cho bác. Máy rất là đẹp luôn.
này thì cắt để bao mạnh cho bác luôn. Giá là 3,2 triệu. Rồi tiếp theo con cuối cùng siêu phẩm ngày hôm nay, siêu phẩm CN10, nó mang tên là đến từ thương hiệu Cineway 350. Con này là cái hệ đẳng cấp rồi, dành cho hệ siêu VIP rồi. Lam của nó như kiểu lam điêu khắc, lam Latin. Đấy, lam con này lam 35 nhá, xích là xà xích chuẩn. Cái nói về cái độ bền con này thì nó là vô đối thiên hạ. Đó là ngự trị ở trên đỉnh của máy cưa Nhật bãi nhá. 35cc, nòng 40mm con này các bác có thể đi khai thác này. Xẻ sẽ kiểu rất là khỏe luôn, cực mạnh luôn. Mặc dù nó chỉ 35cc nhưng mà máy cực mạnh luôn. Dòng này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu, siêu bền bỉ, siêu nhẹ nổ. Đấy, máy cực kỳ gọn nhẹ, nhẹ nhàng thiết kế này. Rất là chắc chắn, rất là trông thiết kế này nhưng mà máy trọng lượng khá là nhẹ nhàng. Đấy, trọng lượng em này này, nó con này trọng lượng của nó này chỉ là 5,8 cân nhá, nam Latin luôn, chạy cực kỳ mạnh luôn. Kê tét nổ tiếng máy con CN10, con này giá 3,7 triệu bao ship. Hệ này nó hệ siêu VIP rồi, dành cho các bác là chơi cưa chứ. Hay là nói thẳng là bác muốn mua con máy cực kỳ bền bỉ, cực kỳ chất lượng thì bác chọn con này cho em. Giá nó hơi mắc một tí nhưng mà tiền nào của đấy, rất ít khi hỏng và các bác không phải số tiền mang ra thợ như các kiểu. Giá 3,7 triệu bao ship rồi, ok. Bác nào quan tâm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 12 3. Cảm ơn tất cả người theo dõi video, chào tất cả mọi người.